Chị qua nãy giờ rồi, nhưng mà thấy mở thắp nhang chị không có lên tiếng. Chị uống trà. Chị đem cái gì qua cho em vậy chị? Chị nấu bánh canh cá lóc, đem qua cho mợ đó, ăn đi cho nó nóng. Em cảm ơn chị. Em nhớ Hiếu phải không? Em đếm từng ngày đó chị. Khi nào con nó còn nằm trong đó là ngày đó em không ăn ngon ngủ yên được. Thằng Hiếu nó thiệt là có phước vậy đó, khi có người mẹ như mợ. Em thấy mình chưa tròn bổn phận làm mẹ. Em có lỗi với ba thằng Hiếu, có lỗi với dòng họ Võ. Thằng Hiếu nó bị tù tội như ngày hôm nay, đó là cũng do em, là do em chưa dạy dỗ cho con em đến nơi đến chốn. Cái lỗi lớn nhất của mợ là quá yêu thương nuông chiều nó đó. Dạ. Vậy cố gắng lo làm ăn đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh về đi. Ê, mới ra hả? Đi không, tôi chở cho. Đi đâu vậy? Cậu, xui lắm. Bước ra khỏi chỗ này là phải đi thẳng, nếu không muốn vô một lần nữa. Ngã ở đâu sẽ đứng lên ngay tại đó. Quay đầu nhìn lại có nghĩa là không chạy trốn hay chối bỏ quá khứ. Có như vậy mới đủ sức mạnh để mà bước tới tương lai. Nón nè. Hiểu. Anh. Chúc mừng em mới ra trại nha. Khỏe mày, lâu lắm mới gặp. Hả? Sao tụi mày biết tao ra mà tới đây vậy? Tại sao tụi tao biết không quan trọng. Quan trọng là cơ hội đã có mặt ở đây để đón mày. Anh, chẳng những tụi em tới đây đón anh mà tụi em còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chờ anh ra nữa kìa. Và bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ là đi theo tụi em thôi, còn mọi chuyện để tụi em lo ha. Tao và cơ hội ở đây đón mày. Mày theo tao đi, lên xe. Đây. Cảm ơn tụi bay vẫn còn nhớ tới tao. Nhưng mà tao đã học hỏi được rất nhiều điều sau cánh cửa này. Ủa, bây giờ mày biết sợ rồi hả? Sợ cũng là một cảm xúc tốt. Biết sợ khiến người ta bớt ngông cuồng hả? Anh, ý anh là sao? Sao nói lòng vòng hoài vợ? Đi. Cảm ơn mọi người đã nhớ đến tôi. Đừng tìm tôi nữa. Phải do Hiếu không vậy? Cảm ơn mọi người. Nón nè cậu. Thoát hả? Không dễ rồi nhỏ Hiếu à. Sao đúng lúc vậy? Em luôn quan tâm đến những gì xảy ra với anh mà. 3 năm trôi qua rồi, còn gì để em nhớ? Em đã từng muốn quên, nhưng mà tất cả vẫn nằm nguyên vẹn ở trong tim em. Em về đi, đừng gặp anh nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh Hiếu, chúng ta có thể bắt đầu lại được mà, nếu anh cho em một cơ hội. Thôi được rồi, tạm thời mình không nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ em đưa anh về được không? Cảm ơn em. Một thằng tù có gì mà phải đưa đó. Anh tự vô đó được, anh tự tìm đường về nhà được.
15. Dạ. Mợ ba, mợ biết không, hồi tối á, tôi coi truyền hình á, ta đưa tin á là thực phẩm bây giờ á, ăn vô bị ngộ độc quá chừng luôn à. Ai cũng lao động để mà kiếm sống, nhưng mà làm nghề nào cũng phải có cái tâm. Nếu như người nông dân á, chạy theo cái phong trào sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu không có an toàn, sản lượng thì tăng nhưng chất lượng thì không có, hậu quả đến tay người tiêu dùng là thứ hàng độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Liệu lấy cái cục tiền đó ăn ngủ có ngon không? Mợ ba nói đúng á, nhưng mà lòng tham con người á khiến cho họ mờ mắt, chứ không phải là họ không biết đâu. Báo đài á đưa tin rần rần hả, tác hại sử dụng thuốc tăng trưởng không rõ nguồn gốc, nhưng mà nhiều người họ vẫn xài. Nói nào ngay á, hồi đó tôi không có để ý lắm, nghe lời người này nói thuốc này tốt, thuốc kia hay là tôi mua về tôi xài liền. Nhưng từ khi mợ nói cho tôi biết á, tiêu chuẩn để thu mua trái cây sạch á, thì tôi thấy mợ nói lại đúng á. Có những người trồng rau, trồng trái cây, biết ăn vô là đổ bệnh, họ ngăn không cho con cháu họ ăn, nhưng mà để cho con cháu người khác ăn. Theo em á, đó chính là tội ác đó chị. Tôi nghe họ nói á, trái cây Trung Quốc bây giờ nhập về nhiều lắm, họ sử dụng chất bảo quản gì nè, mà để cả năm mà không thối nó mới ghê chứ. Đúng rồi đó chị. Nhiều người á, họ đâu có dám mua ăn vì họ sợ họ bệnh. Cái họ quay qua họ đi tìm trái cây nội của mình nè, nhưng mà đâu có phải dễ mua loại sạch và chất lượng đâu. Tây Tàu hại chết mình hồi nào em không có biết, nhưng mà em thấy trước mắt người Việt mình á, hại người Việt mình. Biết đọc mà vẫn xài, biết sai mà vẫn nhập, đó là ý thức, đó là trách nhiệm đối với cả cộng đồng và thế hệ con cháu mai sau. Mà ba. Dì con. Dạ. Nè. Chị lựa kỹ nghe chị. Dạ tôi mà biết ba rồi. Mà ba coi kiểm tra hóa đơn coi nó đúng không. Đưa đây mở coi. Dạ. Đúng rồi đó con. Dạ. Con. Con cầm cái này đi thu tiền cho mợ ba đi. Dạ. Con đi. Con đi nghe mợ ba. Ừ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Con muốn ăn gì không? Nói tôi tấp vô nghe. Dạ thôi, em chỉ muốn về nhà. Chắc ông bà già cậu mừng lắm á. Bà em mất lúc em 12 tuổi, giờ chỉ còn má thôi. Ngày xưa cậu cũng dữ lắm phải không? Thôi, cố lên, về nhà làm lại từ đầu, cưới vợ, sinh con, để cho bà ẩm bồng. Như vậy là đã hiếu cho bà rồi. Đây đây đây, tới rồi anh. Anh cho em gửi tiền. Trời, sao nhiều vậy? Có nhiều đâu. Đây là những đồng tiền cuối cùng em cầm ra từ trại giam đó. Em không muốn đem nó vô nhà. Ngày mai em sẽ đi làm để kiếm những đồng tiền mới. Mình giỏi nghe. Cố gắng tu tâm dưỡng tính. Dạ, cảm ơn anh.
bố mới về hả con? Nghỉ ngơi chút đi, rồi giao chuyến cuối cho kịp chuyến xe về thành phố luôn. Để má đi đón con. Có vui vẻ gì đâu mà báo hả má? Con muốn má bất ngờ. Má, thôi được rồi, con về nhà là tốt rồi, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Má ơi, má ơi, má ơi, má, thằng Hiếu con còn ba học về rồi má. Má, má ơi, má, má tha thứ cho con nha má. Đứng lên đi rồi nói. Yêu thương và tha thứ, đó là điều tất nhiên mà các bậc làm cha làm mẹ luôn dành cho con cái. Má chỉ mong từ giờ trở đi, con làm điều gì con phải nghĩ sâu hơn. Không những nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho những người thân bên cạnh con. Con biết không, một con ngựa đau, cả tàu bó cỏ. Từ khi con xảy ra chuyện, má và cô hai của con chưa có ngày nào an lòng hết. Dạ má. Hiếu. Dạ. Cô hai. Trời ơi, con khỏe không con? Dạ con khỏe. Cô hai khỏe không? Cô khỏe. Dạ. Anh Út Mất. Ừ. Khỏe không anh? Khỏe. Ủa, chuyện này vui quá trời mà sao khóc lóc sùm vậy? Thằng quỷ, sao mày về bất ngờ vậy? Tao nghe nói là còn một năm nữa mới về mà. Dạ, em kể tàu tốt nên được ra trại sớm anh à. Đâu, có ốm đi không để cô hai coi. Cái gì vậy má? Bình thường. Trời ơi, con thấy còn mập hơn con nữa kìa, ốm gì mà ốm. Ê, coi bộ cơm tù chất lượng rồi nha. Đồ quỷ nè. Ủa dạ. Ăn nói phải giữ mồm giữ miệng, cái gì tù tội ở đây? À, dạ, tại vì cái miệng con nói trước rồi cái đầu con mới suy nghĩ sau. Dạ không sao đâu cô hai, anh Út anh không có nghĩ gì đâu. Mà phải có người nhắc vậy con mới biết sợ chứ. Chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Thôi bây giờ tao ra đằng sau tao làm con gà. Lát nữa hai anh em mình lai rai ha. Dạ. Ừ, đi. Dạ. Chị hai, em mời chị hai ngồi uống nước. Ờ, khoan đã. Hiếu à, con vào đốt nhang để báo với ba con, báo với tổ tiên ông bà là con đã về nghe con. Đi đi con. Xuống đi chị. Con rót nước cho cô hai uống đi con. Má ra sau giường chút má vô liền. Dạ. Chị hai ngồi ở đây nha. Má con đi đâu mà gấp gáp con biết không? Má con làm gì cũng có lý do mà. Con mời cô hai uống trà. Hiếu à,
Dạ. Con thật là may mắn khi có một người mẹ như vậy. Từ lúc ba con mất tới giờ, má con không có muốn đi bước nữa, mà đã hy sinh âm thầm để chăm sóc cho con. Với cô á, là chị chồng nè, mà cô còn phải tâm phục khẩu phục với đứa em dâu này. Dạ con biết chứ, nên con thấy có lỗi với má con lắm. Thôi mình bỏ qua hết đi, làm lại từ đầu nghe con. Dạ. Ừ, má biết cái gì đây Hồng? Dạ. Lá bưởi, lá xả, tắm hai cái thứ này thì mọi thứ xui xẻo trên người con á đều biến đi hết luôn. Ngày mai sẽ là một ngày mới nha con. Ừ. Đợi chút nha, má xuống với má nấu để cho con tắm liền. Dạ. Chị ngồi đây nghe chị. À. Alo. Quý hả? Tao nè. Trời đất, có phải mày không vậy Hiếu? Nó đó. Trời ơi, thằng quỷ, mày về rồi hả? Về hồi nào? Trời ơi, sao con báo với tao? Tao lấy xe trước mày. Mày khỏe không? Rồi khi nào mày gặp tao? Mày làm gì? Mày bắn la phanh một tràng như vậy, rồi tao biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Tao mới về. Mày là thằng bạn đầu tiên tao gọi đó. Mà đi tù mày làm như đi du lịch đưa đón. Tao nhà với má tao vài bữa rồi gặp mày nha. Được rồi, mày cứ yên đó đi, ngày mai tao gặp mày ha. Con nói chuyện với thằng Quý đó hả? Dạ, thằng bạn chí cốt của con. Kêu nó bữa nào về thăm má nha. Giờ má qua nhà cô hai có chút việc nha. Dạ. Alo. Má tao. Má mới hỏi thăm mày đó. Má biết rõ mối quan hệ chí cốt của tao với mày. Thì tao cũng coi má mày như là má của tao mà. Cảm ơn mày nghe. Từ ngày tao vô trỏng, cũng may là có mày thường xuyên tới thăm nom má tao. Lần nào vô thăm má tao cũng nhắc mày hết. Má mày á là một người có học thức rộng, trải nghiệm và nhiều hiểu biết. Ngoài cái chuyện tao thăm nom động viên má mày á, vì tình thân của tao với mày, mà quan trọng nhất mày biết gì không? Là khi tao ở gần cô á, tao học hỏi được rất là nhiều điều. Công việc mày ổn không? Tao ổn. Còn mày á, mày có dự tính gì chưa? Hiện tại thì chưa. Chắc phải nghỉ ngơi một thời gian cho bình tâm trở lại rồi mới tính tiếp được. Ừ đúng rồi đó. Mày đừng có vội vã. Cứ cần gì á, mày cứ nói tao đi. Tao giúp được gì á, tao giúp cho. Chỗ bạn bè tình thân với nhau, mày đừng ngại ngùng gì hết. Rồi biết rồi. Thôi bây giờ tao phải làm một việc quan trọng cho má tao đây. Gặp mày sau nha. Rồi, ừ, bye mày, mày gặp lại. Vậy ha, bye mày.
Hiếu. Má. Con pha trà cho má hả? Dạ, con mời má uống trà. Lâu lắm rồi con mới có dịp pha cho má tách trà táo đỏ. Con vẫn nhớ thói quen của má. Làm sao con quên được, thói quen đặc biệt của má mà. Sở thích này má thừa hưởng từ bà ngoại của con. Thời con gái, má đã nghiện loại thức uống đặc biệt này. Con còn nhớ lúc ba con còn sống, ngày nào ba cũng tự tay pha tách trà này cho má. Bây giờ trách nhiệm đó sẽ thuộc về con. Cảm ơn con nhiều lắm. Hạnh phúc đơn giản của má chỉ có vậy thôi. Con pha ngon đó. Con. Dạ. Má mới qua nhà cô hai bàn chuyện của con đó. Sáng mai má với cô hai và con sẽ đi chùa. Má muốn tạ lễ, cảm ơn trời Phật đã cho con bình an trở về. Dạ. Giờ thì con nghỉ ngơi đi. Cứ làm những gì mà mình thích, để đầu óc con được thanh thản, không cần phải vội. Một thời gian ấy, tâm con bình ổn rồi á, thì lúc đó tính chuyện cho tương lai nha con. Dạ. Nếu chúng ta luôn nhìn sự việc theo một cách đa chiều và tích cực, má lại nghĩ không có khoảng thời gian nào là vô ích. Đừng khóc với những gì đã qua, hãy mỉm cười gì đó đã xảy ra. Nhờ vậy mà con sẽ trưởng thành hơn. Dạ. Con cảm ơn má. Con cần có má. Má mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho con. Vì con là con của má mà. Dạ. Má uống trà đi má. Ngon lắm con. Là cô hả? Cô tới tìm thằng Hiếu hả? Mà tìm nó làm cái gì? Tôi nghe nói là anh Hiếu mới về. Tôi gặp anh Hiếu được không? Ê, cô đi về đi. Cô gây rắc rối cho thằng Hiếu như vậy còn chưa đủ sao? Mợ ba tôi á không có ưa cô đâu. Mợ ba tôi mà nhìn thấy cô là cô không yên đâu. Cô đi về đi.
Anh Võ Hiếu. Đó, thấy chưa? Bảo ba, tại sao cô tới đây? Ở đây không ai hoan nghênh sự có mặt của cô. Cô còn tới đây làm gì? Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cô. Nếu cô còn chút tự trọng thì đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi một lần nữa. Và còn điều này, hãy tránh xa con trai tôi ra. Đó, tôi nói rồi mà cô không chịu nghe. Vợ mà ba tôi thấy là có chuyện mà. Má, má với con hai vô nhà trước đi, con vô liền. Má không muốn con mất thời gian với hạng người này. Hiếu à, con nhớ con hứa với cô điều gì ngày hôm qua không? Đừng để má con buồn lòng nữa. Dạ. Thôi mình vô. Lì thiệt chứ. Má, 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 công nhận nhỏ này nó đẹp thiệt chứ, nhưng mà nó dai như đĩa đối vậy đó. Bộ nó tính trù cho thằng Hiếu tới chết luôn hay sao nó mới vừa lòng á? Cái thằng này, dạ, bớt cái miệng chút xíu được không? Mà ba mày đang buồn kìa. Anh nghĩ em không nên tới đây thì hay hơn. Anh cho em số điện thoại đi, em sẽ hẹn anh ra chỗ khác. Mình còn hẹn hò với nhau được hả? Em về đi, anh đang cần sự yên tĩnh. Anh Nhỏ Hiếu ơi, em sai rồi, em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh. Đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Nhỏ Hiếu, Nhỏ Hiếu à, em nhớ anh lắm. Võ Hiếu, tao mà không lôi mày ra khỏi nhà, chắc là mày tính giam lỏng mình luôn đúng không? Có đâu. Tại tao chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh trong không gian riêng của mình một thời gian. Hiếu nè, tao rất hiểu tâm trạng của mày lúc này, nhưng mà mày nên ra ngoài đi, để cho đầu óc nó thư thả hơn. Tao không có trốn tránh như mày nghĩ đâu. Vô. Được, mày nói như vậy á là tốt đó, tao yên tâm rồi. Ê tụi bay. Võ Hiếu kìa. Chứ tao chỉ sợ là. Sợ gì? Ê anh, phải không? Sao rồi mày, tỉnh táo lại chưa? Tụi tao á hiểu tâm trạng mới ra tù của mày mà, không ai trách mày đâu. Anh, trước đây anh từng là bạn trai của em, sao bây giờ anh lạnh lùng với em, với các bạn của anh như vậy? Bây giờ khác rồi. Mọi người chơi đi, tôi không tham gia. Võ Hiếu à, mày đành rời xa đường đua như vậy sao? Ông Hoàng tốc độ mà bây giờ bè nhờ như vậy à? Thôi, tụi tao không ép mày. Khi nào mày muốn tham gia lại hội á thì hội sẵn sàng quan ngênh mày thôi. Tao không quay lại đâu, mà tụi mày cũng nên tìm việc gì đó có ý nghĩa làm đi. Đừng có bán mình cho con ma tốc độ và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy, không tốt đâu. Có lẽ là mày được cải tạo tốt rồi đó, nhưng tao thấy hình như mày bị tẩy não rồi đúng không? Thanh niên mà sống nghiêm túc như kiểu mày nói, tao thà chết còn sướng hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Thôi, các anh cứ mỉa mai người yêu cũ của tôi hoài. Bây giờ người ta đã cải tà quy chánh rồi. Sao cũng được, tôi nghĩ mấy người nên quên tôi đi, coi như tôi chưa từng có mặt trong hội ha. Thôi, không có sao. Chắc mày mới ra tù á nên mày khó chịu trong người. Khi nào mày hòa nhập lại á, tìm tụi tao tiêu khiển như trước đây. Đừng có để ý lời nói tụi nó làm gì. Thôi đi. Anh, thôi em đi nha. Mong một ngày nào đó anh sẽ gia nhập lại hội.
Nói thiệt nghe, tao không thích đám bạn của mày một chút nào. Nhìn thấy tụi nó cứ ngông ngông nghênh nghênh sao sao á. Vậy mà có một thời tôi cầm đầu cái hội đó. Đúng là ai cũng có một thời điên thật sự đúng không? Vô. Uống hết ly này rồi chị. Ừ, chắc bà già cũng chờ cơm hai thằng nhà. Hiếu à, mày đành rời xa đường đua như vậy sao? Ông Hoàng tốc độ mà bây giờ bèo nhờ như vậy à? Thôi, tụi tao không ép mày. Khi nào mày muốn tham gia lại hội á, thì hội sẵn sàng quan ngân mày thôi. Tao không quay lại đâu. Mà tụi mày cũng nên tìm việc gì đó có ý nghĩa làm đi. Đừng có bán mình cho con ma tốc độ về những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy. Không tốt đâu. Có lẽ là mày được cải tạo tốt rồi đó. Nhưng tao thấy hình như mày bị tẩy não rồi đúng không? Thanh niên mà sống nghiêm túc như kiểu mày nói. Tao thà chết còn sướng hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Anh nhỏ Hiếu ơi, em sai rồi. Em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh. Đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Ủa má, sao con ngủ giờ này lau xe là sao? Má vẫn gìn giữ sạch sẽ mà, ngày nào cũng lau, không có một hột bụi nào bám vô. Dạ. Con cảm ơn má đã giữ gìn chiếc xe cho con. Nó vẫn bóng loáng và bắt mắt khi con nhìn thấy nó. Má biết sở thích của con là lái xe mô tô. Má không cấm. Nhưng mà con đừng nói với má là con quay lại cái hội đua xe của con đó nghe. Con đã hứa với má là không làm cho má lo lắng nữa mà. Ừ. Con từ bỏ tất cả những thú vui vô bổ đó. Nhưng má cũng cho con thêm thời gian để con tìm cách tuyệt vời với đám bạn của mình. Ừ. Và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Má nghe Quý nó nói hội bạn mô tô gặp lại con, họ chèo kéo khích bác. Má sợ con quay lại đường cũ quá à. Má ơi, thằng Võ Hiếu của má bây giờ khác xa với thằng Võ Hiếu ngỗ nghịch cách đây 3 năm rồi. Ừ. Bây giờ con có thể làm chủ cảm xúc của mình, không dễ bị người khác kích động đâu. Má đừng có lo. Má tin con. Sau khi gấp nhãn, điều quan trọng là chúng ta học được những gì. Một người không hề phạm sai lầm sẽ không bao giờ đổi mới. Con cảm ơn má đã tin tưởng con. Ừ. À má. Hử? Có chuyện này con muốn xin phép má. Con nói đi. Con muốn đi xa một thời gian. Con cần đi đâu đó để suy nghĩ, để tận hưởng những chuyến phượt. Và điều quan trọng là con muốn tránh xa đám bạn bè cũ của con. Má cho phép con nha má. Con đi có một mình hả? Dạ.